Xin chào các bạn, hôm nay rất vui khi gặp lại các bạn trong cái clip mới của chúng ta hôm nay. Thì chúng ta sẽ tiếp tục tìm hiểu về cái phần filter, là những cái bài trước chúng ta đã tìm hiểu sơ qua một số chức năng ở phía trên rồi ha. Thì hôm nay chúng ta sẽ đi tiếp phần filter distort ha. Thì ở trong cái distort này sẽ có những cái phần nào, những cái tác dụng gì, những cái chức năng gì, bây giờ chúng ta sẽ tìm hiểu ha. Ví dụ như ta đang có một cái bức hình chân dung ha, khá là xinh đẹp ha, hơi lập dị chút xíu, thì chúng ta sẽ thử một số chức năng như sau, ví dụ như là pin ha, bạn thấy quan sát cái amount đó nè, phần trăm ha, lòi lõm, bạn quan sát cái hình demo đây nè ha, cái sơ đồ demo ha, lòi lõm, thì để nhìn rõ hơn các bạn có thể thu giảm lại khoảng 25% ha. Chúng ta có thể làm những bức tranh như tranh biếm họa các bạn ha, đó lòi lõm. Hoặc là filter distort, cái chức năng này cũng hơi tương tự các bạn ha, spherize, nhưng mà tuy là tương tự cũng là lòi lõm nhưng mà cái hiệu ứng của nó khi mà ra kết quả nó lại khác nhau, cũng là lòi lõm nhưng mà thấy kết quả nó khác nhau ha. Tùy theo mình ứng dụng vô các bạn ha. Đó cũng là lòi lõm mà cái lòi lõm khác nhau. Cái lòi lõm này là cái khuôn mặt của chúng ta sẽ biến dạng ha. Còn cái lòi lõm này giống như là một cái cánh chiếc gương chiếu hậu á ha, giống như một tấm kính vậy đó, thì chúng ta nhìn qua kính lúp hay cái gì đó ha, thì hiệu ứng nó lại khác nhau. Rồi chúng ta sẽ đến một cái ví dụ tiếp theo ha, cũng distort luôn, thì chúng ta sẽ dùng cái bola ha, cái bola chúng ta sẽ xem thử như thế nào ha. Ta quan sát lại các bạn, cái mép ảnh đầu nó sẽ xoay và nó đụng với mép ảnh cuối bên đây ha, mép ảnh bên tay trái nó sẽ xoay và đụng với mép ảnh bên tay phải, thì chúng ta sẽ được một cái bức ảnh hình tròn như thế này ha, nói lại đó. Các bạn có thể ứng dụng vào những cái hiệu ứng giống như là kính vạn hoa hay gì đó, những hiệu ứng nào chúng ta có thể sử dụng được ha. Thì chức năng của nó là gì, bạn nối hai cái mép ảnh lại với nhau, mép ảnh trái nối với mép ảnh phải ha. Rồi ở đây chúng ta sẽ có bola to rectangle đấy ha, một hiệu ứng khá đặc biệt. Rồi chúng ta đến một ví dụ tiếp theo, filter distort ha, ripple. Ripple tạo cho chúng ta cảm giác là như bạn, giống như là cái lớp gương của mình á, nó sẽ bị biến dạng ha, lớp hình của mình nó biến dạng nè, còn có thể gia giảm hiệu chỉnh ở đây ha, giống như là nước mưa bám vào kính rồi ha. Đó. Ha, cũng có thể giống như một bức tranh sơn dầu, thì tùy theo cái cảm nhận của chúng ta sẽ ứng dụng vào trường hợp gì ha. Chúng ta có thể biến một cái bức ảnh của chúng ta từ bình thường ha, từ một gương mặt bình thường trở thành gương mặt có bức tranh sơn dầu chẳng hạn ha, thì chúng ta có thể ứng dụng vào. Rồi ví dụ của tiếp theo của chúng ta ha, ví dụ như mặt hồ của chúng ta nè, distort ha, thì chúng ta có thể chọn như là sear thử cái ha, sear là cái gì à, hướng biến dạng ảnh các bạn ha, mà theo dạng đường cong ha. Xoáy các bạn ha. Đó.
hiệu ứng giống như dạng là cái lốc, cái vòng xoáy nước rồi ha. Đó, chúng ta cho xoáy nhẹ thôi ha, giống như cơn sóng ha, thì tùy theo chúng ta ứng dụng thôi. Rồi mình sẽ tạo một cái pha mới ha, và mình sẽ tô màu tùy ý, lấy màu xanh hay màu gì đó tùy các bạn ha. Rồi trên cái bức ảnh này chúng ta sẽ quệt một vài nét cỏ màu trắng để làm gì ha, thì chúng ta sẽ có hiệu ứng là filter distort. Chúng ta sẽ có hiệu ứng là filter distort ha, dích dắt. Đó, các bạn thấy rõ ràng không? Nó sẽ tạo cho chúng ta bằng một cái mặt hồ ha, lăn tăn gần sóng vậy đó ha. Chúng ta phải thiết kế thêm giọt nước ha, rơi xuống đây ha. Đó. Như vậy chúng ta sẽ ứng dụng filter distort zigzag làm cho chúng ta sẽ có một cái hiệu ứng giống như là mặt nước lăn tăn gợn ha, và có một cái điểm rơi vào giữa ha. Đó. Rồi. Chúng ta đã ứng dụng được một cái bài mới ha, chúng ta có thể ứng dụng quảng cáo sữa hoặc quảng cáo những cái giọt sữa rơi xuống nước ha, thì chúng ta có thể làm hiệu ứng này. Ha. Rất là đơn giản. Rồi tiếp theo chúng ta sẽ có một cái ví dụ như sau ha. Chúng ta có một cái, người ta gọi đây là kích thước phim các bạn ha, giống như mình chụp hình bằng máy chụp hình phim á, thì nó có những kích thước phim như thế này, hoặc là trong điện ảnh á, thì nó có nước phim. Thường thường cái kích thước phim này chúng ta sẽ biểu trưng cho những cái poster phim điện ảnh ha, những cái liên hoan phim. Thì mình sẽ làm một cái bài tập nho nhỏ ứng dụng cái filter distort này vào cái poster quảng cáo cho một cái liên hoan phim nào đó chẳng hạn nha. Thì cái hình mẫu chúng ta là một cái thước phim như thế này, và chúng ta cần một vài poster phim để đưa vào các bạn ha. Rồi mình sẽ lấy ví dụ một vài cái poster đó, khoảng 5 cái ha. Mình đang lấy một số hình ảnh từ những poster phim lãng mạn các bạn ha, tình cảm lãng mạn. Chúng ta sẽ chèn vào những cái khung như thế này ha. Cách thứ hai để đưa hình vào khung thì chúng ta sẽ cách như sau. Chúng ta sẽ dùng Magic Wand ha. Chúng ta sẽ chọn cái hình thước phim, cái layer thước phim, và chúng ta lít vào những cái vùng muốn đưa hình vào ha, thì nó dễ hơn là cách chúng ta Ctrl T thu nhỏ ban đầu phải canh ha. Thì bây cái cách này chúng ta sẽ đưa hình vào giữa cái khung hình luôn, nó khung phim luôn, nó rất là dễ ha. Ctrl A, Ctrl C đóng nó đi và giữ ha. Ctrl Antenna Shift V đây ha, Ctrl Antenna Shift V là bát into là bát vào trong ha, đưa cái chúng ta cần trên tờ chúng ta chỉnh như thế này nó sẽ dễ hơn ha, chúng ta không cần canh nhiều. Ha. Rồi tương tự chúng ta sẽ làm hết cái thước phim ha. Các bạn lưu ý ha, khi chúng ta chọn chúng ta nhớ chọn đúng cái layer
Để vòng tròn cho vòng tròn chúng ta sẽ đúng hơn các bạn ha. Đó, chúng ta chọn đúng layer của mình nè. Đó ha. Bên trên A, bên trên C ha. Control Antenna Shift V để đưa hình vào vùng chọn của chúng ta ha. Rồi sau khi chúng ta được một cái những cái khung phim như thế này, chúng ta bắt đầu thiết kế một cái poster các bạn ha. Chúng ta Control A, Control C ha. Tạo một cái file mới và chúng ta paste vào ha. Và việc tiếp theo chúng ta sẽ ứng dụng vào cái filter distort này như thế nào. Thì các bạn lưu ý, vừa nãy chúng ta có ví dụ một cái là gì các bạn? Share ha. Share chúng ta sẽ cho chúng ta thêm cái điểm các bạn thấy không? Ha, cho em kéo nè. Ha. Ví dụ chúng ta tạo hình chữ S đi. Thì chúng ta sẽ được một cái thước phim thế này ha. Mình làm lại là filter distort C ha. Còn xem cái hình demo đây này, chúng ta chỉnh này cho nó phù hợp hơn ha. Đó. Ví dụ như mình được như thế này ha. Các bạn thấy hiệu chỉnh đẹp hơn. Rồi, và mắt ra chúng ta có thể tô màu chuyển sắc chẳng hạn ha. Đó, chúng ta có thể gõ vài dòng chữ vào ha. Rồi, vừa rồi mình vừa ví dụ vui ha về một cái ứng dụng của filter distort. À, cảm ơn các bạn đã theo dõi và chúc các bạn sẽ thành công và hẹn gặp lại các bạn trong cái tập phim sớm nhất ha. Cảm ơn các bạn nhiều lắm.